Tất cả các bạn, mình tên là Philip G. Xin lỗi có một chút lát. Và hôm nay chúng ta sẽ biết, chúng ta sẽ tiếp đến phiên bản nhà xanh version 2.0 cho Philip G xây dựng. Chắc là đến bản 3.0 mình sẽ làm cho các bạn xem luôn một quá trình một cái tour nhanh, nếu như các bạn muốn thế. Rồi chúng ta bước sang phần 2 và chúng ta đã nhìn thấy version 1.0 ở đây. Rất đẹp, nhưng chúng ta sẽ bỏ cái đấy đi và hãy nhìn sang version 2.0. Voila! Bây giờ chúng ta hãy bước sang bản 2.0, bản lầu xanh, nhà xanh 2.0. Cảm ơn Hiếu Đàm. Fuck you. Và đây, đây là tầng 1. Ui gọi là máy tự động nghĩa. Từ đâu? Ở đây các bạn có thể thấy có 1, 2, 3, 4 mặt trời. Tôi muốn cho bạn xem cái này. Đó. 2782 miếng kính được dùng để xây dựng cái này. 124 cái piston, 161 cái piston. Ba trăm bảy mươi chín miếng xương dầu. Khá nhiều. À, 499 cái hopper. Các bạn thấy cái nhà xanh vô dình 2.0 này to lớn như thế nào. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cái piston nhân với 4 là ở đây có 80 cái piston. Nghĩa là nếu như tính theo hiệu suất thì cứ mỗi lần nhía mọc như là hình như là 15 hoặc 20 phút thì không nhấn thời gian thì sẽ đem lại mong manh các logic. Nhưng cứ mỗi lần như thế các bạn sẽ được ít nhất phải được 60 miếng nhía theo hiệu suất. Vậy thì nó vẫn là thế, bạn thấy là nhía chưa mọc và có một thanh nhía đang mọc đây. Và khi mình bật tất cả mạch điện này lên thì bằng một cái công tắc này nó sẽ bật tất cả mạch điện và tự động thu hút nhía, và tất cả cái nhía đó sẽ xuống cái hopper ở dưới. Ở đây là mình rất nhiều hopper. Và mình nói thật với các bạn, cái phần làm cái máy không phải là vấn đề, cái phần sinh tầng 2 mới là vấn đề. Nối mạch điện đến khi tầng 2 thủng, nước chảy ào ào xuống, làm lại từ đầu, nước chảy ào ào xuống cùng tất cả nối mạch điện, nó rất mất thời gian. Nếu như các bạn là Redstone Pro thì các bạn sẽ hiểu mạch điện như thế nào, còn không thì được giải thích những giải thích đó một tập tiếp theo. Chúng ta vẫn vào đây. Nếu như bạn bảo mình nói nhiều thì đừng xem nữa. Rồi nếu như mình ấn cái công tắc này, tất cả các điện sẽ được kích hoạt và tất cả nó rơi xuống hopper và sẽ lag, cho nên là hai một yep lag. Và thế đấy, tất cả các thế này mở và hopper này sẽ được cho mía vào. Mình đã nối tất cả hopper này với hòm ở phía dưới, nhưng một vài lý do đó thì mình sẽ kết nối, mình sẽ sửa lại nó trong một bản tiếp theo, tức là bản 3.0 mình sẽ quay lại ngôi nhà để sửa chữa. Nếu như các bạn muốn mình sửa chữa thì trong cái bản 2.0 này đừng hãy cứ để lại một lời khuyên ở trong phần comment phía dưới, mình luôn luôn đọc comment. Và đó là tầng 1, 80 piston thu hoạch 80 miếng mía, mỗi giờ hiệu suất phải được 60 cái. Nếu như có một vài phần nó rơi lên cái piston hoặc là rơi lên cái repeater này và tự động một despawn thì nó không có nữa, nhưng mà một phần còn lại chưa hopper, đa số là hopper. Với vấn đề tầng 2, các bạn thấy ở đây một miếng mía nó ở ngoài kia, nó không rơi xuống hopper. Tính như thế nên mình mới nói có hiệu suất. Rồi chúng ta bước lên tầng 2. Và tầng 2 mới là cái mình muốn cho các bạn xem. Cái mình
hiểu cả tối qua làm máy thu thập xương rồng tự động với 353 miếng xương rồng. Mỗi giờ các bạn chỉ có được gần 300 miếng xương rồng. Nếu như một phần xương rồng chúng không rơi, chúng rơi vào chính nó và sẽ vỡ. Các bạn nhớ, các bạn hiểu nguyên lý xương rồng. Các bạn thấy trong hopper này mình đã làm vào tối qua, và khi chúng mọc chúng sẽ rơi vỡ ra. Tất cả hopper này đều có xương rồng đúng đấy. Đấy, các bạn thấy một miếng của vỡ ở đây. Nó sẽ rơi, nếu như nó rơi vào đây thì chúng ta sẽ được may mắn, còn nó không, nó rơi vỡ ở đây cũng không sao, điều tất chúng ta vẫn rất cao. Ở đây các bạn nhớ, các bạn hiểu nguyên lý xương rồng thì khi xương rồng mọc lên mà có một cái block ngay cạnh đó thì nó sẽ vỡ, và nó sẽ rơi xuống một địa điểm bất kỳ, như một cái block bất kỳ rơi vỡ ra. Ở đây mình có hopper, cứ mỗi lần nó rơi vỡ ra thì mình ra một hopper thì nó rơi xuống hopper, có cái vỡ của hopper. Nhưng sẽ có chuyện hai xảy ra. Một là nó rơi sang bên ngoài như thế này, và mình sẽ phải lượm nó bằng tay. Mình sẽ làm nó theo mạch nước, nhưng nếu như thế thì mình có thể sửa chữa tầng 2 thành một cái box nữa để xuống tầng 1 để nó không dọt thì nước xuống dưới. Và trường hợp thứ hai là phía bên này, mỗi lần nó rơi ra nó sẽ rơi trên mặt kính này, và có khả năng là rất ít khả năng chúng ta có thể nhận được tất cả những xương đồng đó. Thế nên là mình sẽ phải đặt một cái mảnh nước ở đây, và đây là điều làm mình buồn. Mỗi lần nó rơi vỡ ra, nước thể của tập tổng chúng ta cũng phải hoàn thành lại từ đầu tất cả ngày hiện nay. Nếu như các bạn muốn xem mình fake form nhiều lần thì hãy làm cái like trong cái video này. Và mình sẽ cho các bạn xem phiên bản 3.0 do chính mình xây dựng. Rồi, ở đây cũng như thế, bốn mạch nước. Lý do mình đặt những cái hopper này ở đây là tại vì nếu như mình đặt nhiều mạch nước thì nó sẽ không có dòng chảy. Nghĩa là nếu như thế nó sẽ dòng nước vô tận, và dòng nước vô tận không bao giờ có dòng chảy. Chính vì thế nên nó sẽ đứng nguyên một chỗ và tự động sẽ đi spawn. Thế nên mình làm này cho có một dòng nước, mình không thể làm cho nó có một dòng nước. Nếu nó rơi ra, mình chịu, nó sẽ ở nguyên chỗ đó. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây, để mình đặt thêm một cái dòng nước ở đây. Đặt hai cái dòng nước cạnh nhau. Rồi, nếu như mình đặt một cái miếng xúc động đây. Đây, đặt đây, lấy đâu? Nó sẽ đứng nguyên một chỗ, và án này không đạt năng suất. Chính vì thế nên mình chỉ hay làm với một dòng nước và đặt hopper ở chỗ còn lại. Những việc còn lại thì thật đi. No! Shit! Oh, may quá. Nó rơi vào chỗ không có gì. Holy shit! Đó là máy tính SIDA. Nhiều lúc nó hay bị double click. Bây giờ phải chữa cái bug này. Một giây. Stand still. Stand still, what the? Cancel. Oh shit, okay. Và đó sẽ là nguyên lý 323 miếng xương rồng. Cứ mỗi 15 phút, ngày phút, mỗi khi nó mọc. Theo nguyên lý của Minecraft thì không rõ. Các bạn sẽ được ít nhất là 80% của xương rồng còn lại. Và nó sẽ rất nhiều màu xanh và rất nhiều xương rồng. Để xem mình nhớ lại xem xương rồng mục đích gì, ngoại trừ việc nhuộm màu xanh. Và mình hy vọng các bạn thích, tất cả những gì các bạn đã xem. Nếu các bạn thích đừng quên lại một cái like ở phía dưới, subscribe kênh của mình để nhận được thông báo như video mới, và share video này của các bạn tất cả cho tất cả mọi người để họ có thể biết những cách làm như thế này. Và mình sẽ gặp, và như mọi khi mình sẽ gặp lại các bạn trong một tập tiếp theo của PGDG Say Minecraft. Tạm biệt.